Thay mặt đọc tài liệu, hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em giải đề thi tuyển sinh chính thức của tỉnh Bình Dương vừa diễn ra sáng nay. Đây các em có thể thấy đây là đề. Nào bắt đầu đi vào giải. Bài 1. Ý 1. X bình cộng x trừ 12 bằng 0. Bài này thì các em có thể bấm máy tính giải luôn. Nó là phương trình bậc 2 một lần. Phương trình có hai nghiệm là 3 và trừ 4. Đó, kết luận. Ý 2. X mũ 4 cộng 8 x bình trừ 9 bằng 0. Đây chúng ta có thể thấy đây là phương trình trùng phương bậc 2. Ta sẽ giải phương trình bậc 2 trước là 1 này, 8 trừ 9. Phương trình này có hai nghiệm là 1 và trừ 9, tức là tương đương với x bình bằng 1 hoặc x bình bằng trừ 9. Vì x bình lớn hơn 0, suy ra đây loại. Còn với x bình trừ 1 bằng 1 thì ta sẽ có là x bằng cộng trừ 1. Kết luận. Ý 3 là hệ phương trình 2 ẩn, bậc nhất 2 ẩn. 3x cộng y bằng trừ 1, 6x cộng y bằng 2. Ta cũng có thể giải hệ phương trình bằng máy tính. 2 ẩn, 3, 1, trừ 1, 6, 1, 2. Có hai nghiệm là x bằng 1 và y bằng trừ 4. Và tiến đến phần 2, bài 2. Chúng ta có phương trình là bình trừ 2020 x cộng 2021 bằng 0. Dễ thấy này, delta phẩy của phương trình bằng 1010 bình trừ 2021 lớn hơn 0. Suy ra phương trình này luôn có hai nghiệm. Áp dụng VS. Ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a là bằng 2020. X1 nhân x2 bằng c trên a là 2021. Rồi, ta đi vào giải 1. Thì ta có 1 trên x1 cộng 1 trên x2 sẽ bằng x1 cộng x2 trên x1 x2. Thay kết quả ở trên vào, x1 cộng x2 thì bằng 2020, x1 nhân x2 bằng 2021. Đó, thì chúng ta giải được biểu thức thứ nhất và kết luận. Ý 2 tương tự, ta có x1 bình cộng x2 bình sẽ bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 x1 nhân x2. Ở đây chúng ta cũng thay vào x1 cộng x2 sẽ bằng 2020 tất cả bình trừ đi 2 nhân 2021. Và bấm máy tính ra 2020 bình 4076358 và kết luận. Chúng ta giải đến bài 3. Thì ý đồ là vẽ đồ thị. Ở đây anh đã vẽ sẵn đồ thị. Thì đồ thị có dạng này. Các em nhớ sẽ phải tìm các tọa độ các điểm. Ví dụ đối với đường thẳng D thì sẽ có là x thì cho x bằng 0 thì y sẽ bằng 0 cộng 3, y bằng 3, và cho y bằng 0 thì tính ra được x bằng 2.
Đó, thì chúng ta sẽ lấy được hai điểm nối vào là ra đồ thị đường thẳng B, tương tự với đường thẳng P, parabol P đang có x y với x bằng 0, tính vào thay x bằng 0, y bằng 0 với x. Ở đây thì vì mẫu là 2 nên mình lấy điểm 4, mình lấy x bằng 2 để cho nó chẵn, x bằng 2 sẽ là y bằng 6, tương tự x bằng trừ 2 y cũng bằng 6. Đó, ta lấy điểm và vẽ parabol như hình. Xong y 1, chúng ta sẽ đến với y 2. Thì đề bài yêu cầu là tìm tọa độ giao điểm, nó xét phương trình hoành độ giao điểm. P nó sẽ là có dạng bỏ y ra ngoài, có 3/2 x bình bằng trừ 3/2 x cộng 3 tương đương với, ở đây này cả hai đều chia cho 3, chúng ta khử 3 đi và nhân 2 lên, ta có bên này có x bình bằng trừ x nhân 2 ở đây chia 3 thì là được cộng 2 tương đương với x bình cộng x trừ 2 bằng 0. Chúng ta giải ra được hai nghiệm là x bằng 1 hoặc x bằng trừ 2. Với x bằng 1 thay vào ban đầu, thay vào phương trình P hoặc là D đều được, x bằng 1 thay vào thì ta có là y bằng 3/2 nhân 1 bằng 3/2, x bằng trừ 2 thay vào đây trừ 2 bình là 4 nhân 3/2 là y bằng 6. Suy ra kết luận chúng ta có hai P cắt D tại hai điểm có tọa độ là 1 3/2 và trừ 2, 6. Xong bài 3, chúng ta đến với bài 4. Với 0 nhỏ hơn x khác 1, ta có a bằng trên x trừ căn x cộng 1 trên căn x trừ 1 chia cho căn x cộng 1 trên x căn x trừ 2x cộng căn x. Nhìn trước hết vào đề bài thì chúng ta sẽ thấy là x trừ căn x bằng với căn x nhân với căn x trừ 1, nó trừ hạng thường này, chúng ta đặt ra ngoài 1 trên căn x trừ 1. Ở đây đồng thời quy đồng mẫu, ở đây sẽ là căn x trên căn x nhân căn x trừ 1. Bên này tương tự, thực số giữ nguyên này, mẫu số ta cũng đặt được căn x ra ngoài, bên trong còn x trừ 2 căn x cộng 1, quy đồng bên này lên 1 cộng căn x trên căn x nhân căn x trừ 1. Chia thì ta đổ lại thành nhân và đảo ngược phân số, ta có căn x trên căn x cộng 1. Nhận thấy ở đây nó là hằng đẳng thức căn x trừ 1 tất cả bình, và phân tích luôn. Rồi, tiếp đến chúng ta rút gọn, thấy này 1 cộng căn x và căn x hết căn x trừ 1 và căn x trừ 1 bình sẽ được là căn x trừ 1 ý 2 với x bằng 8 trừ 2 căn 7 thì ta có phân tích được là bằng 7 trừ 2 căn của 7 nhân với 1 cộng 1 bằng căn 7 trừ 1 tất cả bình, thay vào A căn của căn 7 trừ 1 tất cả bình trừ 1. Ta dễ dàng thấy căn 7 lớn hơn 1 nên phá căn không cần đổi dấu, ta để luôn là căn 7 trừ 1 tức là trừ đi 1 bằng căn 7 trừ 2.
tiếp nhận. Xong bài 3. Xong bài 4, chúng ta đến với bài 5. Cho đường tròn O. Cho đường tròn O bán kính đỡ hơn bán kính 3 cm, đường kính AB tiếp tuyến AX, lấy điểm C sao cho AC bằng 8 cm, AB bằng 3 cm, BC cắt đường tròn tại D, được phân giác của góc CAD, cắt đường tròn tại M và cắt BC tại N. Ý 1, tính độ dài. Độ dài đoạn thẳng AD. Ta nhận thấy ADB bằng 90 độ do nó là góc chắn đường kính AB. BDA bằng 90 độ, góc chắn đường kính. Suy ra được diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1/2 AB nhân AC, cũng bằng 1/2 của BC nhân AD. Ở đây chúng ta cùng cần tìm AD, giờ chúng ta rút được AD ra. AD sẽ bằng AB nhân AC trên BC. Ở đây chúng ta áp dụng Pythagore cho tam giác vuông BAC có BC bình bằng AB bình cộng AC bình, sẽ bằng AB nhân AC trên căn bậc 2 của AB bình cộng AC bình. Và chúng ta thay số vào, và có AB thì sẽ bằng 2AO này vì là đường kính là 6, AC là 8, căn của 6 bình cộng 8 bình, đây là 10, 6 x 8 là 48, trên 10 là bằng 8 trên 10 là bằng 4.8 cm. Ý 2, gọi E là giao điểm của AM và AD và BM, chứng minh tứ giác MNDE nội tiếp được đường tròn. Ở đây chúng ta thấy BDA và BMA đều bằng 90 độ do là góc chắn đường kính. Thứ hai, ta thấy góc BDA bằng BMA bằng 90 độ do góc chắn đường kính. Góc nối tiếp chắn đường kính, góc BDA chính là góc phụ nhau bù nhau với góc NDA, thì ở đây ta suy ra được góc NDE bằng NDE bằng NME cũng bằng 90 độ do là góc bù nhau. Vì NDE bằng NME bằng 90, suy ra D và M cùng thuộc đường tròn đường kính NE. Suy ra D, M cùng thuộc đường tròn đường kính NE, hay tứ giác MNDE nội tiếp điều phải chứng minh. Đó. Ý thứ ba, chúng ta cần chứng minh tam giác ABN cân. Nhìn vào hình thì chúng ta có thể dự đoán chúng cân tại B, và hướng chứng minh chúng ta sẽ chứng minh các góc ở đáy bằng nhau. Thì ta thấy này, góc MAB là góc chắn cung MB, đồng thời góc MA, đồng thời chúng ta có AN là tia phân giác, thì hai góc này bằng nhau. Và chúng ta cần chứng minh góc này bằng góc này. Vậy thì chúng ta sẽ thử bằng cách cộng góc. Ta có
phải chứng minh phân giác trước. Vì AN, AN là phân giác của góc DAC, suy ra DAN, DAN và bằng NAC. Chúng ta thấy NAC lại phụ nhau với NAB do đây là tiếp tuyến nên sẽ bằng 90 độ trừ đi NAB. Suy ra NAB bằng 90 độ trừ DAN. Xét tam giác ADN vuông tại D vì ta vừa chứng minh ở phần 2. Vì vuông tại D nên ta có góc A nhỏ cộng với góc N sẽ bằng 90 độ, tức là góc DAN cộng với DNA bằng 90 độ. Mà góc DNA chính bằng góc BNA, hay ta có góc BNA sẽ bằng 90 độ trừ đan. Đó, đặt đây là 1, 2, từ 1 và 2 ta thấy BNA bằng NAB. Suy ra tam giác này cân tại B. Điều phải chứng minh. Xong ý 3. Ý thứ 4, chúng ta kẻ EF vuông góc với AB, F thuộc AB. Chúng ta cần chứng minh NEF thẳng hàng. Để chứng minh NEF thẳng hàng thì chúng ta có vài phương pháp. Thứ nhất là chứng minh góc ở vị trí đối đỉnh bằng nhau. Thứ hai là chứng minh chúng cùng vuông góc hoặc cùng song song đến một đường thẳng. Ở đây chúng ta thấy có sẵn EF vuông góc với AB. Chúng ta sẽ đi chứng minh NE vuông góc với AB để suy ra chúng thẳng hàng. Và ta dễ nhận thấy E là trực tâm của tam giác NBA. Ta sẽ đi chứng minh. Xét tam giác NBA có BM vuông góc với AN, AD vuông góc với BN. Đây là BM và AD sẽ là đường cao. Và BM AD tại E. Từ đây thì suy ra E là trực tâm. Vì E là trực tâm, ta sẽ có NE vuông góc với AB. Mà theo đề bài ta có EF cũng vuông góc với AB. Suy ra được NEF thẳng hàng. Điều phải chứng minh. Trên đây là cách giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào 10 toán Bình Dương. Cảm ơn các em đã theo dõi.